Hello, chào mọi người nha, chào quay trở lại với Trello của mình đây từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào anh em game hay tài chiến, mình đây từ đường phố đó bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video bạn qua like và share đăng kênh đăng ký cũng phải xin nhiều ạ. Ok, và chúc mọi người em qua xin đại kênh một like và đăng ký để hộ channel phát nhanh em cực mời rất nhiều. Hôm nay thứ hai đầu tuần rồi các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một tiêu điểm mới, đó là tuần này sẽ ra mắt tướng nào đây. Tôi vừa mới được ít thông tin các bạn nhá. Cái này là tôi nói là hôm qua thì video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung về vấn đề tướng mới. Và tôi nói qua về cái hình ảnh tướng mới mà mấy bữa nay được chia sẻ rất là nhiều rộng rãi trên các fanpage như group. Và nhiều anh em cũng hay nhắn tin gửi qua bảo tôi làm đi, thì trước tôi có làm một lần rồi. Hôm nay thì tôi sẽ làm thêm một lần nữa. Đầu tiên thì cập nhật qua quà code anh em này, xem tình hình hôm nay chúng ta có gì hot không. Hiện tại thì hình như là chúng ta còn mỗi phần quà của sự kiện đại lễ giỗ tổ Hùng Vương thôi anh em. Đây phần quà gift code này thôi. Thì đến ngày 10 tháng 4 thì hôm nay anh em chắc là trong ngày hôm nay Nami sẽ phát quà anh em 1k team, 4k comment và 2k 20k xe, tầm này chắc đủ rồi các bạn. Xem nào. Rư rồi các bạn nhé, tầm này rư rồi anh em. Team thì lúc nào anh em chúng ta cũng thừa rồi các bạn, 4k team lận đấy. Cho Nami thao về xào với xào không biết tùy Nami anh em, nó xào gì cũng được tùy Nami. Thì chắc trong ngày hôm nay thì Nami sẽ phát quà này anh em nhé. Phần quà của sự kiện mới, giờ thì hóng thôi. Đó, hiện tại quà mỗi phần này thôi anh em. Bây giờ không để mất thời gian các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau dành cả một cái video này nói về tướng mới nào anh em, let's go. À, ngoài ra về review chapter mới của One Piece 1046-1047, vì sao anh em tôi chia ra video thì anh em thông cảm, bên đây tôi đi huấn luyện dân quân thì tôi chia sẻ với các bạn rồi. Thành ra lịch trình nó hơi dày nên ra tôi chưa thời gian để setup làm cho anh em được, nên là thôi thì hôm sau về nó ra tập mấy tôi review tiếp cho anh em nhé. Đầu tiên nói về thông tin tướng mới anh em, thì ở cái video tướng X cái gì này của bên kho báu truyền thuyết ấy, hôm bữa mà úp trên kênh huyền thoại tại của chúng ta đấy, thì nhà phát hành nói rồi năm nay thì kênh đấy trên là kênh chính quy của nhà phát hành Cao Su. Thế nên là bữa nay nhà phát hành úp video thì anh em đừng giật mình, bởi vì sắp tới có khi là còn úp rất nhiều game nữa các bạn, không chỉ là game này không thôi đâu anh em. Rồi thì ở với lần comment thì Nami có nói này anh em này, một vị tướng Wano đã đến với kho báu truyền thuyết. Bật mí, các thuyền trưởng đến từ huyền thoại hải tặc. Vị tướng tiếp theo cũng sẽ là một vị tướng đến từ Wano và đến từ phe chính nghĩa nha anh em nha. Ore luôn ạ, à, tuyệt vời. Thì hiện tại đây anh em cũng chỉ có một đấy và một comment thì tôi không check comment này là gì, nhưng mà đây là một thông tin khá là hữu ích. Chắc là nhiều anh em không bạn xem video này hoặc là có bạn xem thì không để ý đến cái comment này của Lami. Đó. Và chính xác hơn là của AD Jimmy. Thì bạn này có comment ở dưới video và đã gắn thẻ để cho anh em biết. Đó là các thuyền trưởng đến từ huyền thoại hải tặc anh em. Đó, nhà phát hành nó rất là gió luôn, Aquaman nó rất là gió luôn. Vị tướng tiếp theo của chúng ta cũng sẽ là một vị tướng đến từ Wano anh em và đến từ phe chính nghĩa. Vậy thì hiện tại phe chính nghĩa của chúng ta của từ anh em, nếu mà tính ra nếu mà là phe chính nghĩa thì là hải quân đúng không? Bởi vì hải tặc sao là phe chính nghĩa được các bạn? Ô, đến từ Wano mà Wano chính nghĩa không phải X-Crack tiếp à? Chứ Wano thì có ông nào được phe chính nghĩa hả ta? Còn nếu mà theo người đọc truyện thì phe chính nghĩa chắc chắn là Tem Luffy rồi anh em. Hải tặc là phe chính nghĩa được các bạn. Lời mà những hải tặc sẽ đến cứu mọi người thì chắc chắn phe chính nghĩa chứ là hải tặc. Ờ thì cái câu này nó hơi lú tí gọn nhá. Thì theo anh em nghĩ phe chính nghĩa ở đây chúng ta sẽ là hải tặc hay là hải quân? Ừ, bởi vì đúng theo nghĩa đúng nói phe chính nghĩa thì chắc chắn là hải quân rồi anh em. Còn đâu theo nghĩa đen ấy, bởi vì anh em đọc truyện One Piece thì biết rồi. Bởi vì Luffy là men chính mà phe chính nghĩa chỉ là Luffy thôi anh em, người luôn luôn đi cứu mọi thứ thì chắc chắn là phe chính nghĩa là đâu nữa. Câu này ra hơi hóc búa nhỉ, nhưng mà thôi chúng ta hãy nghĩ theo cách đơn giản hơn đi, phe chính nghĩa mà lại ở Wano thì chắc chắn là chỉ có ấy thôi. Vì trong chapter Wano thì hiện tại thì phía hải quân thì chưa có xuất hiện nhiều. Vậy chắc tem Luffy anh em. Đây gọn nghĩ là ai? Không phải nói anh em, nhưng mà thật sự đọc xong cái câu lúc nãy thật sự đến giờ vẫn hơi về chính nghĩa, nếu mà nghĩ đơn giản thì chính nghĩa thì hải quân rồi, ngó bó hơn thì chính nghĩa thì chỉ có tem Luffy. Cái này thì đợi nó biết sao giờ anh em, nhưng mà đây hình ảnh thì hiện tại thì có rất là nhiều hình ảnh của các tướng mới ở được đăng trên các fanpage group, thế nhờ anh em trích gửi bảo tôi thì đây hôm nay tôi lấy đây một đống đây các bạn. Chúng ta sẽ đi từng bức ảnh một. Ở đây thì có một số ảnh ấy là mấy ông này không nhầm là lấy bên tạo hình của bên kho báu truyền thuyết đấy anh em nhé. Không biết là có phải ghép không hay là đang là mấy, tôi chỉ nghĩ đây là khả năng là mấy anh em của bên kỹ thuật anh em, mấy người dựng hình ảnh ấy,
Mấy ông này dựng đồ họa cho game nên là khả năng là có ảnh này thật các bạn chứ không phải là không ạ. Cái này thì chúng ta không rõ nhưng mà đại khái thì ở đây cũng có rất là nhiều hình ảnh các bạn đây. Chúng ta có cả hình ảnh của anh Roro Qualo này. Nó Qualo này các bạn này. Nó có thêm hình ảnh này rồi. Có cả Jinbe anh em nhé. Jinbe phiên bản Qualo này. Kit luôn. Marco kinh hỏa hoa. Chúng ta sẽ đi tấm ảnh đầu tiên đi anh em cho rế. Ở đây thì chúng ta có nguyên dàn Tony Depo à của bên Odin anh em. Với phía trướng của Odin ngoài ra có Ramato với cả kinh hỏa hoạn đây nữa. Nhưng mà nói về phe chính nghĩa là từ đấy tôi suy nghĩ một tí là anh em hiện tại ở Chap Wallo hiện tại. Nếu không thì có CB0 thôi anh em, CB0 là hiện tại xuất hiện là bên phe chính nghĩa, còn nếu không thì chỉ có bên Luffy thôi anh em, bên chính thôi. Mà nếu là bên chính thì biết là liệu Ozakulo anh em nhỉ hay là Roro ta. Các bạn nghĩ là ai? Đây. Cái thông tin tương mới này tôi vẫn đang ngồi suy nghĩ nãy giờ các bạn. Bởi vì hôm bữa thì tôi cũng đọc qua thôi, nên ngồi đọc ký mới thấy là nó còn có quả thêm con phe chính nghĩa nữa. Bữa tôi chỉ đọc nước qua thôi mà thấy bị tương mới là qua lô thôi, tôi chịu. À chúng ta có hình ảnh chú chợ En này các bạn này. Cái này tôi nghĩ chắc chuẩn nhá. Nhưng mà không lẽ lại comeback chú chợ En à. Hay là bữa nay hiệu ứng của chú chợ En ulti là như này anh em. Cái này tôi biết nha, tí về chúng ta sẽ test thử ulti của chú chợ En xem phải hiệu ứng mới không anh em. Hay là hiệu ứng mới của chú chợ En thì các bạn tí check thử xem. Vì đây đánh vào với BG này các bạn khá là chuẩn nhá. Có thêm một hình ảnh nữa là của Kaido. Đây đẹp Kuru này, đây là Kuru dạng gì nhỉ, quên mất rồi, Nika phiên bản mới anh em, thức tỉnh trái quỷ. Mà cái bản này hiện tại không chính thống lắm, bạn nghe nó hơi vô lý, mà chắc là ảnh ghép thôi. Thầy của Roro anh em, thầy Liên Thiếu đánh với đồ đệ. Đây là hình ảnh Roro ở cháp của Do Flamingo anh em. Cái bộ đồ vest Marco và kinh hỏa hoạn. Kinh hỏa hoạn sắp tới ra lại là dòng ấy à, dòng bền bỉ à. Xem nào, tôi trích kinh bên này xem nữa xem. Ô chuẩn kìa. Từ từ anh em, kinh thì chúng ta như lần trước cũng có mọi ảnh rồi anh em. Để trích lại xem nó có phải dạng bền bỉ không anh em. Hơi lệch các bạn ạ. Với cái ảnh hôm bữa mà tôi lấy được đấu với nhà Big Mom thì là dạng sinh khí các bạn. Hôm nay mang dạng bền bỉ. Kinh đa ngành gớm hay. Hôm nay về sau có tính năng đổi dạng đấy anh em. Tôi thấy tính chắc thực của mấy bức ảnh này dần dần đang bị numa dần anh em. Mà thôi dù sao có thêm hình ảnh các bạn cũng khá là đáng để xem các bạn. Ok anh em, nói chung thì cũng thôi thì cũng đáng để xem. Thế có kinh hỏa hoạn có Marco anh em đây, Marco phiên bản về sau à. Kit này các bạn này, kit là dạng thông minh. Hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Đây, phiên bản Wallo anh em, nhìn trông cũng được đấy. Có Jinbe anh em, Jinbe tôi khá là khổ là nhìn trông khá là ưng anh em. Nhưng mà không biết là có comeback lại thật không được biết. Nhưng mà nếu có sự xuất hiện lại của Jinbe thì cũng là một tin khá là vui anh em. Nếu mà lần này ở Chap Wallo lần này cứ dần dần đẩy thêm tướng mới mà có ra thêm Jinbe nữa thì nghe em hấp dẫn anh em, nhưng mà không ạ. Zoro tạo hình này thì cũng không có gì phản nàn anh em, nhìn trông rất là chất chơi người rơi rồi. Đấy, cơ bụng tám múi, cơ bắp cuộn cuộn. Đâu đây là gì nhỉ? Lo anh em, lo Wallo nhìn trông cũng chuẩn đấy chứ không lệch lắm đâu anh em, không lệch xong lắm. Chúng ta có thêm hình ảnh của dâu đen cu lù. Hết rồi đúng anh em, hết rồi. Đây, đây hình ảnh, mấy hình ảnh mới bây giờ tôi nhặt lượm nhặt được. Nói chung thì cũng không có vấn đề nhiều, chúng ta thông tin tương mới. Tôi tóm với quần này vẫn hỏi anh em một câu, các bạn nghĩ sao về vị tướng chuẩn bị ra mắt, các bạn nghĩ sẽ là ai cho tôi biết ở comment nhé. Ngoài ra các bạn nghĩ câu về phe chính nghĩa này là thuộc hải quân hay là hải tặc luôn ạ. Cảm ơn rất nhiều, giờ thì quay lại in game thôi anh em. Ok anh em, vậy là hôm nay là thứ hai được các bạn, ba thứ tư thứ năm, 4 ngày nữa anh em, 3 ngày nữa tính được, hôm nay là còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ có thêm tin chính thức về trường mới. Thì tuần này theo lịch trình tôi nắm thì không nhầm là tuần này là chúng ta là tuần có thêm tướng mới các bạn, và không biết là vị tướng lần này sẽ đến với hải tặc đại chiến chúng ta sẽ là ai đây, và anh em đang ngóng chờ vị tướng nào. Nghe cũng hấp dẫn đấy. Thôi giờ thì đánh đón chờ chứ biết sao rồi anh em, chờ đợi và đón chờ thôi. Chúng ta có 6k mấy. 600 form. Rồi. Ok anh em. Luyện tập này phá rồi đúng không? Này phá đã luyện tập rồi anh em. Nghe qua chiến hàm nào. Báo danh boss. Thôi tranh thủ làm nốt mấy cái nhiệm vụ linh tinh gọn trước khi off video.
Đó, nói chung thì video ngày hôm nay thì cũng tổng hợp qua thông tin để cập nhật thông tin mới về tường mới cho anh em. Đó là thông tin mới nhất tôi có hiện tại. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Tôi biết phần comment. Còn đâu video ngày hôm nay thì chắc thôi anh em. Về game nếu chẳng còn gì nghịch nữa thì thôi. Ngoài ra thì vẫn thông báo lại anh em nhé, S62 này tôi vẫn đang cần ra đi. Nên là bạn nào có hứng thú thì cứ bên Facebook mình dặn đi bên Facebook ạ, không có gì đâu ạ. Còn được thì anh em trao đổi với nhau thế nha. Đầu video kết thúc thôi, hẹn anh em clip theo. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo.